5 lời khuyên dành cho người trẻ nếu không muốn bị đau dạ dày. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sống Khỏe Cùng Hiếu, kênh chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng, luyện tập và lối sống lành mạnh. Cuộc sống của chúng ta thì ngày càng bận rộn, nhất là những người trẻ như mình và các bạn. Chúng ta làm việc từ 8 đến 10 tiếng một ngày và thậm chí là hơn thế nữa. Chúng ta đưa con tới trường mỗi sáng, vội vàng tới công ty làm việc, họp hành, đắm chìm trong công việc. Buổi chiều thì hối hả đón con về nhà, dọn dẹp nhà cửa, dùng bữa tối và làm thêm việc ngoài giờ đến tận muộn. Đó là chưa kể đến những tối ra ngoài tiếp khách, nhậu nhẹt đến tận khuya mới về trong bộ dạng mềm nhũn. Tuần nào thư thả lắm thì có thời gian đưa vợ con về thăm gia đình hai bên nội ngoại. Còn lại là thường xuyên tăng ca, thêm dự án, hội nghị, hội thảo triền miên. Cuộc sống của chúng ta thì cứ tiếp diễn như vậy suốt nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Đôi lúc chúng ta mệt mỏi và thực sự muốn dừng lại nhưng cuộc sống cứ kéo chúng ta về phía trước, thôi thúc chúng ta chạy càng nhanh càng tốt. Một cỗ máy có tốt đến bao nhiêu nếu mà không được bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên thì cũng sẽ gặp trục trặc và hỏng hóc bất kỳ lúc nào. Cơ thể của chúng ta cũng thế, nếu bạn thường xuyên thức khuya, ăn uống không lành mạnh, không tập thể dục, thường xuyên sử dụng các đồ uống có cồn thì dần dần sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc cho cơ thể của bạn. Mà một trong những cơ quan bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là dạ dày. Các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương là điều bạn không hề muốn đúng không? Vậy thì hãy thay đổi thói quen sinh hoạt ngay ngày hôm nay để có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần tích cực, một trạng thái năng lượng đỉnh cao để luôn hoàn thành những sứ mệnh trong cuộc đời. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với 5 lời khuyên hữu ích để tránh đau dạ dày và có một sức khỏe tuyệt vời nhé. Điều thứ nhất, ăn uống điều độ. Ăn uống điều độ là một trong những thói quen quan trọng nhất để phòng tránh đau dạ dày. Khi ăn uống điều độ, dạ dày sẽ có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn, giảm nguy cơ bị kích ứng và viêm loét. Các bạn nên ăn đủ 3 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày. Mỗi bữa nên ăn vừa đủ no, không nên ăn quá no hoặc quá đói. Tránh ăn khuya, vì ăn khuya sẽ khiến dạ dày của bạn làm việc quá sức, dẫn đến viêm loét dạ dày. Điều thứ hai, hạn chế sử dụng chất kích thích. Chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng nguy cơ bị đau dạ dày. Các bạn nên tránh uống rượu bia, hút thuốc lá và hạn chế sử dụng cà phê. Nếu phải sử dụng cà phê, các bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải, không nên sử dụng quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng không nên sử dụng cà phê quá sát giờ đi ngủ, chỉ nên sử dụng cà phê 6 đến 9 giờ trước khi đi ngủ. Việc này đảm bảo cơ thể đã xử lý hết lượng caffeine trong cà phê để bạn có một đêm ngon giấc. Điều số 3, giảm căng thẳng, stress. Căng thẳng, stress kéo dài làm cơ thể tăng tiết dịch axit. Nguyên nhân số 1 gây viêm loét dạ dày. Các bạn nên tìm cách giảm căng thẳng, stress bằng các hoạt động thể dục, yoga, thiền, dành thời gian cho các hoạt động thư giãn, giải trí. Điều thứ 4, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Rau xanh và trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe dạ dày. Các bạn nên cố gắng ăn ít nhất 5 phần trái cây và rau xanh mỗi ngày. Các loại rau xanh lá đậm, trái cây họ cam quýt và các loại trái cây họ dâu là những lựa chọn tốt cho sức khỏe dạ dày. Ngoài ra, bạn cũng cần uống đủ nước mỗi ngày. Hãy nhớ 0,4 lít nước cho 10 kg cơ thể bạn nhé. Điều số 5, tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên giúp bạn giảm căng thẳng, tăng cường lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khỏe của dạ dày. Các bạn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trên tuần. Các bài tập như aerobic, yoga và pilates là những lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của dạ dày. Đừng nghĩ rằng để có một sức khỏe tốt là việc quá khó khăn và bạn quá bận rộn để thực hiện. Nên nhớ, chỉ có thói quen mới khống chế được thói quen. Bạn phải thực hiện thói quen mới nhiều lần và thành thạo mới có thể thay thế được những thói quen xấu, không tốt. Chỉ khi bạn thực sự bắt tay vào hành động thì bạn mới biết mình cần điều chỉnh và cải thiện điều gì. Hãy quan tâm và trân trọng sức khỏe của bạn ngay ngày hôm nay. Chỉ cần bạn có một sức khỏe tốt, một đôi tay lành lặn và một đôi mắt sáng, bạn có thể thực hiện mọi mục tiêu lớn lao trong cuộc đời của mình. Hãy chia sẻ video này tới bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bạn để họ cũng có một sức khỏe tuyệt vời giống như bạn nhé. Và cũng đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.